gieo mầm yêu thương hạnh phúc đồng hành cùng con trẻ. Các bạn đang nghe truyện cổ tích song ngữ Việt Anh, một sản phẩm từ Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Chào các cô cậu bé thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích thú vị có tên là Người thổi sáo thành Hamlin. Hẳn cô em sẽ thốt lên, thổi sáo thì có gì đặc biệt nhỉ? Anh xin được bật mí một chút cho các em đỡ hồi hộp nha. Đây là một cây sáo thần và người thổi sáo cũng rất kỳ lạ. Nghe tò mò quá đúng không các em? Nào, chúng ta đừng chờ lâu nữa, hãy bắt đầu câu chuyện thôi. Ngày xưa, có một thị trấn nhỏ có tên là Hamelin. Suốt nhiều năm liền, dân làng sống bên nhau thật bình yên. Mùa màng năm nào cũng bội thu và cuộc sống của mọi người cũng rất sung túc. Tuy nhiên, vào một năm nọ, thị trấn gặp một tai ương lớn. Số lượng chuột bỗng nhiên tăng đến chóng mặt. Lũ chuột lúc nhúc khắp mọi ngóc ngách trong thị trấn. Có nhiều chuột đến mức đám mèo cũng chào thua, và người dân trong thị trấn không tài nào trị được chúng. Lũ chuột khiến cho cuộc sống của người dân khổ sở vô cùng. Chúng cắn phá khắp nơi, từ thóc lúa đến chăn màn, giày dép. Thế là cư dân Hamelin đến phàn nàn với ngài thị trưởng. Ông ta hứa hẹn với người dân là sẽ giải quyết vấn đề này. Nói là làm, ngài thị trưởng treo thưởng 1.000 đồng vàng cho bất cứ ai có khả năng dọn sạch lũ chuột trong thị trấn. Tin tức nhanh chóng lan xa khắp vương quốc, nhưng chẳng một ai dám gánh vác nhiệm vụ nặng nề này. Một ngày kia, một người đàn ông với vóc dáng kỳ khôi, đội một cái mũ ngộ nghĩnh xuất hiện ở thị trấn Hamelin. Anh ta cầm trên tay một cây sáo dài kỳ lạ và đi thẳng đến tòa thị chính. Anh ta cúi chào ông thị trưởng và tự tin nói: "Tôi là người thổi sáo, tôi có thể giúp ông giải quyết vấn đề mà thị trấn nhỏ bé xinh đẹp này đang gặp phải." Ngài thị trưởng nhìn anh chàng lạ mặt kia với vẻ hoài nghi. "Anh có thể dọn sạch lũ chuột ở Hamelin không? Nếu làm được thật, tôi sẽ thưởng cho anh 1.000 đồng vàng." Người thổi sáo tự tin khẳng định mình sẽ làm được. Ngài thị trưởng nhìn qua cửa sổ, dõi theo anh chàng lạ mặt, tiến tới quảng trường và thổi lên một điệu nhạc kỳ thú. Giai điệu lạ lùng của bản nhạc không ảnh hưởng gì đến người nghe, nhưng nó khiến lũ chuột bị kích động. Cư dân sửng sốt khi thấy bọn chuột đủ mọi hình hài, to, nhỏ, mập, ốm, nhất loạt tuôn ra từ các ngôi nhà, cửa hàng, nông trại và cả cống rãnh. Chúng đồng loạt chạy đến chỗ người thổi sáo. Khi người thổi sáo đi xuống đường và dần ra khỏi thị trấn, lũ chuột rồng rắn theo anh sát gót. Các con đường trong phố Hamelin đen kịch bởi từng hàng chuột tháo chạy khỏi thị trấn. Cuối cùng, người thổi sáo đến bên một dòng sông. Anh đứng bên bờ tiếp tục thổi giai điệu kỳ lạ đó. Còn lũ chuột nối đuôi nhau nhảy xuống sông và bị nước cuốn đi mất tâm, mất tích. Cư dân thị trấn vui mừng khôn xiết. Họ nhảy nhót và hò reo khi người thổi sáo quay trở về thị trấn. Giờ thì không còn con chuột nào nữa. Anh đến tòa thị chính để đòi thị trưởng ban thưởng như đã hứa. Anh nói: "Tôi đã hoàn thành công việc, giờ tôi mong nhận được phần thưởng xứng đáng." Tuy nhiên, ngài thị trưởng lại không có ý định giữ lời hứa. Khi thấy mối nguy của lũ chuột đã biến mất mãi mãi, ông ta nhủ thầm rằng chẳng có lý do gì phải chi cho người thổi sáo một số tiền lớn như thế. Ông ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Anh chỉ làm một việc vô cùng đơn giản là thổi sáo, vậy mà đòi tận 1.000 đồng vàng sao? Đây, tiền công của anh đây là 100 đồng vàng. Hôm nay tôi đặc biệt rộng lượng đấy." Lúc này người thổi sáo nổi giận, anh ta đe dọa: "Ông đã lừa tôi, và ông sẽ trả giá cho chuyện đó." Ai chà, chắc hẳn là người thổi sáo ma thuật đã rất thất vọng vì chỉ được trả có 1/10 tiền công như đã hứa. Không biết là anh ta sẽ bắt ngài thị trưởng bội tín này trả giá như thế nào nhỉ? Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi nhé. Vào sáng hôm sau, người thổi sáo lại một lần nữa bước ra quảng trường. Anh ta đưa sáo lên môi và thổi một bản nhạc mới. Giai điệu của bài này đặc biệt cuốn hút hơn là bài trước.
Người dân tò mò thò đầu ra khỏi cửa sổ để xem anh ta đang cố dụ thứ gì. Nhưng những người lớn chẳng cảm thấy gì khác lạ, chỉ có lũ trẻ con bị tác động bởi bản nhạc lạ lùng đó. Lũ trẻ ở Hamelin, dù trong nhà hay ngoài phố, đang chơi đùa hay học bài, làm việc nhà đều ngừng ngang. Từng đứa trẻ chạy ra khỏi nhà và đến nhập bọn cùng với người thổi sáo. Ban đầu, người ta nghĩ rằng người thổi sáo chỉ muốn đùa vui với lũ trẻ và thổi sáo cho chúng nghe. Nhưng rồi, anh ta dẫn chúng ra khỏi thị trấn, y như lũ chuột. Cha mẹ của lũ trẻ gọi con mình, nhưng dường như chúng không nghe thấy. Lũ trẻ theo chân người thổi sáo ra khỏi thị trấn, băng qua sông và leo lên một ngọn núi cao. Bất thình lình, một cửa hang xuất hiện bên vách núi và lũ trẻ thành Hamelin nhảy chân sáo vào trong hang. Người thổi sáo đi cuối cùng và anh ta cũng biến mất vào trong hang. Những ngôi nhà ở thị trấn Hamelin trông thật hiu quạnh và u buồn vì thiếu vắng tiếng cười nói của trẻ con. Cư dân ngay lập tức chạy đến báo với ngài thị trưởng. Những ông cha, bà mẹ vừa giận dữ vừa sợ hãi. Tất cả là lỗi của ông vì đã không trả công cho người thổi sáo đúng như lời hứa. Con cháu của chúng tôi đã bị bắt cóc. Ông khôn hồn mà mang chúng về. Nếu không, chúng tôi sẽ trục xuất ông khỏi Hamelin. Ngài thị trưởng vô vọng cử người đi dò la tung tích của lũ trẻ, nhưng không có tâm tích gì. Bọn trẻ như đã tan biến vào không khí. Ông thị trưởng không còn cách nào khác, bèn đích thân đi tìm người thổi sáo. Sau một tiếng đồng hồ tìm kiếm, thì ông trông thấy anh ta ngồi nhàn rỗi bên bờ sông, miệng ngân nga khe khẽ. Ngài thị trưởng liền đến bên và quỳ xuống. Anh chàng đáng mến ơi, tôi thật là kẻ ngu muội vì đã không đưa anh số tiền như đã hứa. Xin hãy cầm lấy 900 đồng vàng còn lại này. Người thổi sáo nhướng mày lên và nói. Ông có thể hứa rằng sẽ không bao giờ lừa ai nữa chứ? Vâng, dĩ nhiên rồi. Xin hãy tha thứ cho tôi và mang lũ trẻ trở về Hamelin. Cha mẹ chúng đang lo phát sốt lên được kìa. Lúc này thì người thổi sáo dẫn ngài thị trưởng sốt ruột lên núi và đưa sáo lên môi để thổi một giai điệu vui vẻ. Vách núi đột ngột tách ra và một cửa hang bí mật xuất hiện. Từ trong hang ào ra hàng trăm đứa trẻ ở thị trấn Hamelin. Các cô cậu bé vội chạy về nhà và xà vào vòng tay của cha mẹ. Cư dân trong thị trấn quá nhẹ nhõm nên họ quyết định tổ chức một bữa tiệc thật lớn để mừng bọn trẻ trở về nhà an toàn. Và tất nhiên là người thổi sáo cũng có mặt. Từ đó, thị trấn Hamelin nhỏ xinh không còn bóng dáng con chuột nào nữa và không ai gặp lại người thổi sáo lạ lùng có phép thuật kia. Wow, thật may là cuối cùng lũ trẻ thành Hamelin đã trở về nhà bình an vô sự và ngài thị trưởng cũng như toàn thể dân chúng đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, các em thấy đó, việc không giữ lời hứa có thể gây ra những hậu quả thực sự nghiêm trọng. Hãy cẩn thận khi hứa, và đã hứa thì phải giữ lời, các em nhé. Và thế là ta đã khép lại câu chuyện ngày hôm nay rồi. Hy vọng là tiếng sáo ma thuật du dương kia sẽ đưa các em đến câu chuyện tiếp theo cũng thú vị không kém nhé. Thôi, bây giờ hẹn gặp lại các em. Gieo mầm yêu thương, hạnh phúc.